Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của chân như, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn niệm trụ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thánh đế khổ, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của thánh đế tập diệt đạo, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn tịnh lự, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tám giải thoát, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả pháp môn tam ma địa, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả pháp môn đà la ni, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp môn giải thoát không, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của năm loại mắt, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của sáu phép thần thông, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của mười lực Phật, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của pháp không quên mất, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tánh luôn luôn xả, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của trí nhất thiết, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả dự lưu, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả vị độc giác, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của tất cả hạnh đại Bồ Tát, ta chẳng nên hành nghĩa phi nghĩa của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì khi Như Lai đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy có pháp nào có thể cùng với pháp nhỏ nào tạo ra nghĩa phi nghĩa. Này thiện hiện, Như Lai xuất thế hay chẳng xuất thế, thì các pháp, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, thường trụ như thế, không có pháp nào đối với pháp nào làm nghĩa phi nghĩa. Như vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên xa lìa nghĩa phi nghĩa, thường hành nghĩa thú sâu xa, bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao bát nhã ba la mật đa chẳng cùng các pháp tạo thành nghĩa phi nghĩa? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp hữu vi và pháp vô vi đều không tạo tác, chẳng phải ân, chẳng phải oán, không thêm, không bớt. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa chẳng cùng các pháp tạo thành nghĩa phi nghĩa.